Bây giờ mời anh chị chúng ta mở sách. Chúng ta sẽ luyện đọc cái bài khóa đầu tiên nha. Rồi tí nữa chúng ta sẽ luyện từ mới. Từ mới tôi đã viết ở trên bảng rồi. Mời anh chị chúng ta dò bài. Mình sẽ đọc mẫu cho anh chị theo dõi và phát âm. Hôm nay chúng ta đọc bài số 8. Bài số 8 là Cabin chỉ có hai đứa con. Rồi mình xin phép đọc mời anh chị theo dõi thêm phát âm nha. Cabin mình ghé và ná con. Cabin mình ghé và ná con. Cabrum mơ cà đốt. Anh chị có nghe không ạ? Mẹ ơi, cho mình cái điện thoại coi mà. Cho mừng cái điện rồi, thoại mà. Chúng ta tiếp tục ha. Xin phép là đọc lại từ đầu. Mời anh chị theo dõi chúng ta phát âm cái bài khóa. Đoạn văn đầu tiên nói về cái gia đình của anh Kevin. Anh Kevin có con, có hai đứa con học lớp mới này. Bao nhiêu tuổi này là nội dung của cái bài này. Rồi mời anh chị theo dõi. Rồi mình đọc lại từ đầu. Cabin mình cabrum mơ cà đốt. Nam đo cabrum né dứt pe sơ nam. O bơ sram adu phàm. Tam clơn cabrum bơ sram jack git dong kal gấp bơ yo o ur tam kabrum la kadok nam do kadok e jack sonam o pamut bơ sram adu ram klong tiểu học tam bon Kadop besram jak relau kabrum sum ditiang konom besram jak kadop das ceri rom chai ten nia teroyang lo roa doi kadop teroyang lo roa hiu dong kol mẹ hoặc là mẹ. Mình xin phép đọc lại từ đầu và anh chị chúng ta lưu ý cách phát âm. Kabim mình ghé bà ná con. Kabim mình ghé bà ná con. Kabrum mơ cà đốt. Nam đo kabrum né dứt pê sơ nam. O bơ sram adu phàm. Tam clon kabrum bơ sram jack git dong cờ gấp bơ yo o ur tam kabrum la kadop nam do kadop ne jat sonam o pamut bơ sram adu ram klong tiểu học tam bon kadop bơ sram jack rơ lao ca brùm sùm đi tiêng cơ nòm bơ sram jack ca đốt đất trí rộm hài nha
Được chưa? Rồi mời anh chị chúng ta sẽ luyện thêm một lần nữa đọc câu và dịch sang luôn. Đi tiếng là đặt danh hiệu. Đi tiếng đặt danh hiệu. Đặt danh hiệu. Đi tiếng đặt danh hiệu hoặc là nổi tiếng. Rồi bây giờ mời anh chị chúng ta theo dõi lại từ đầu. Mình sẽ dịch đọc một câu và dịch sang tiếng Kinh. Cabin mình ghé và nã còn. Cabin chỉ có hai đứa con. Cabin mình ghé và nã còn. Cabrum mơ cà đốp. Cabrum và cà đốp. Mơ là và, anh chị nhỉ? Và với. Anh chị chỉ ý thêm một từ mới nữa. Mơ nghĩa là và hoặc là với. Mơ và hoặc là với. Năm đó là năm nay. Năm đó là năm nay đấy ạ. Năm đó. Cabrum né dứt pê sa nam. Cabrum đã 13 tuổi. O vơ sram a du phàm. Em học lớp 8. Tam clung Cabrum vơ sram chắc. Ở trong trường Cabrum học giỏi. Git đông cầu gấp vừa vô. Biết giúp đỡ bạn bè. Ó ủr tầm ca brùm là ca chốt. Em ruột của ca brùm là ca đốt. Nam đó năm nay. Ca đốt né dất sơ nam. Ca đốt đã 10 tuổi. Ó pa mút vơ sram a du pram. Em mới vào lớp 5. Lần tiểu học tàm bòn. Trường tiểu học ở trong làng. Tàm bòn là ở trong làng. Ca đốt vơ sram dắt rơ lau ca rừng. Ca đốt học giỏi hơn ca rừng. Nồm vơ sram dắt luôn đạt danh hiệu là học sinh giỏi. Cá đốt đớp trí ròm. Cá đốt hát hai. Chài tên nha biết múa. Tơ riêng lỡ khóa đội. Chăm chỉ làm việc đội. Cá đốt tơ riêng lỡ khóa hiệu. Ca đốt chăm chỉ làm việc nhà. Đông cần mẹ. Giúp đỡ mẹ. Rồi. Bây giờ mình hướng dẫn cho anh chị chúng ta học từ mới. Mình hướng dẫn cách đọc học từ mới. Anh chị theo dõi. Tí nữa chúng ta sẽ luyện đọc và viết từ mới. Rồi. Xin mời anh chị chúng ta nhìn lên bảng chúng ta đọc từ mới ở trong bài ngày hôm nay. Mình là chỉ duy nhất. Ghế là có. Ná là đứa. Né
Né, anh chị lưu ý phụ âm âm cuối là âm hờ, chúng ta đọc như dấu sắc nhưng chúng ta kéo dài âm thanh. Ví dụ đọc như dấu sắc n e n sắc né nhưng có chữ hờ kéo dài âm thanh né 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 là đã. Verb sram là học. Chúng ta sẽ đọc thành hai âm tiết ver và phụ âm đôi âm sr am sram. Khi chúng ta phát âm chúng ta lưu ý kỹ phụ âm đôi âm sr am sram. Chúng ta đọc cái từ này thành hai âm tiết ver sram nghĩa là học. Ở đây cũng hai âm tiết adu nghĩa là lớp. Adu nghĩa là lớp và phòng. Adu cũng là cái phòng. Phòng ở, phòng ngủ, phòng khách, vân vân. Phòng ngủ, aduvik. Phòng khách, adunak. Phòng học, aduvosram. Lớp học, adu. Rồi tiếp theo, jack. Này là âm giờ a cờ ác giờ ác jack git là giỏi git nghĩa là biết ở git là không biết ở git là không biết đâu cần là giúp đỡ. Đâu cờ là giúp đỡ. Anh chị lưu ý, thứ nhất phát âm âm giờ này chúng ta phát âm thành là âm giờ o ng ông giờ ông đông. Cái thứ hai, âm thứ hai âm l cuối như tiết trước tôi đã hướng dẫn cho anh chị là kết thúc âm thanh luyến lưỡi đầu lưỡi chặn hàm trên cơn đầu lưỡi chặn hàm trên và bung ra ngoài cơn mình đọc lại giúp đỡ đông cơn Clown là trường. Clown. Anh chị lưu ý phụ âm đôi âm KL chúng ta đọc âm KL. KL. Ơ ng KL ông clown. Huyền đọc ở đây gần như dấu nặng. Clown là trường. Gớp mình phát âm như là gấp gáp đấy ạ. Gớp là bạn. Ví dụ gấp anh là bạn của tôi. Gấp anh bạn của tôi. Gấp bi bạn của anh. Gấp ở đi bạn của em. Gấp vơ vô. Gấp vơ vô là bạn bè. Vơ vô chúng ta đọc thành hai âm tiết. Vơ vô. Vơ vô. Vơ vô. Gấp vơ vô. Bạn bè. Rồi.
Rồi sang bên này anh chị lưu ý. Pa. Pa là mới. Yao. Yao là cũ. Mút. Mút là vào. Ví dụ 1 2 3 vào. Khi chúng ta thường hay uống rượu chúng ta nói là 1 2 3 vô hoặc là 1 2 3 vào, thì mình nói bằng tiếng Khmer là khi nâng ly mời bạn, mời anh em xung quanh uống rượu. Dul ba pe mut. Dul ba pe mut. 1 2 3 vô, 1 2 3 vào. Anh chị nhớ nha. Rồi. Mút. Mút là vào. Lick. Lick. Anh chị lưu ý chữ K chính là chữ cờ. Y cờ x l x lick. Lick là ra. Lick. Rồi. Hơn. Nhiều hơn. Hơn nữa. Rơ lao, hai âm tiết. Rơ lao. Rơ lao là hơn. Does là nói. Does là nói. Does chơi là hát. Anh chị lưu ý có âm hờ, phù âm đôi, âm cờ đọc thành âm chờ. Chờ r. Chờ r. Của âm đôi chờ r y chữ h đọc là chri chri does chri. Anh chị lưu ý cuối từ có âm s chúng ta tạo thành tiếng gió như tiếng Anh ấy. Does 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 chri does chri là hát. Ví dụ hát karaoke. Does chri karaoke. Does chri karaoke là hát karaoke. Ở đây là một từ hai âm tiết. Múa. Tân nia. Tân nia. Tân nia. Tân nia là múa. Tân nia là múa. Chăm chỉ, anh chị lưu ý phụ âm đôi đọc hai âm tiết. Tơ yang. Tơ yang. Hôm trước mình đã nói với các bạn là bạn nào tên, bạn nào tên răng thì mình sẽ đọc thành là tờ răng. À, bạn đó tên là bạn tờ răng. Cứ thấy âm tờ và âm r cờ ấy, chúng ta đọc thành tờ r, tờ r, tờ răng, tờ răng. Rồi mình phát âm chăm chỉ. Tờ r yang. Tờ r yang. Tờ r yang là chăm chỉ. Hai âm tiết. Hồi nãy là có rồi. Đây rồi, rơ lao là hơn, phân kém nhau, rơ lao. Giác rơ lao, giỏi hơn. Giác rơ lao, giỏi hơn. Đi tiếng, đi tiếng, nghĩa là đặt danh hiệu hoặc là nổi tiếng. Nổi tiếng chúng ta cũng sử dụng. Đi tiên. Đi tiên là danh hiệu. Mơ. Mơ là và với. Mơ và với. Có mơ mi. Anh và em. Mơ là và với. Rồi mình xin được phát âm lại một lần nữa. Rồi anh chị lưu ý. Chỉ duy nhất mình
có là ghế, ghế, đứa là ná, ná, đã là né, né, học là vơ, sram, vơ, sram, lớp học, adu, adu, phòng, adu, giỏi, giặc, giặc, biết là ghít, ghít, không biết là ở ghít, ở ghít. Đây đây, 21, anh chị đi thi văn đáp, giám thị kiểm tra văn đáp, hỏi anh chị, nói chuyện với anh chị dùng cái từ này chắc đầu chắc luôn, ở ghít nghĩa là không biết gì, ở ghít nha. Rồi tiếp theo, giúp đỡ, đông cần, đông cần, luyến lưỡi âm l cuối, đông cần, trường, lần, lần, bạn, gấp, gấp, bạn bè, gấp, bơ vô, gấp, bơ vô, mới, ba, ba, cũ là dao, dao, bạn cũ, gấp, dao, bạn cũ, gấp, dao, vào là mút, mút, ra là lít, lít, hơn, rơ lao, rơ lao, hát, đớt, chí, đớt, chí, hát karaoke, đớt, chí, karaoke, múa, tân niên, tân niên, chăm chỉ, tơ rơ giang, tơ rơ giang, hơn, rơ lao, rơ lao, đặt danh hiệu hoặc là nổi tiếng, đi tiếng, đi tiếng, và hoặc với, mơ, mơ, nghĩa là và hoặc với. Rồi bây giờ chúng ta có thể ghép từ thành câu thôi nha, để ghép từ thành câu thôi. Ví dụ là tôi chỉ có bạn bè giúp đỡ, anh, mình, anh, mình, ghế, gấp, vơ vô, đông còn, đông còn. Đấy, chúng ta có thể ghép các từ này lại thành một câu như tiếng Kinh thôi. Chúng ta sẽ ghép từ thì chúng ta sẽ được câu. Rồi, bây giờ dựa vào các từ mới này, mời anh chị, mỗi anh chị chúng ta sẽ đặt một câu dựa vào các từ mới này ở trong sách, trong vở mà chúng ta đã ghi. Mời anh chị chúng ta mỗi người viết một câu. Tôi tí nữa tôi sẽ gọi bất cứ anh chị nào. Bây giờ mời anh chị chúng ta làm bài tập. Chúng ta có thể là đặt 3-4 câu cũng được. Ít nhất là tí nữa là một mỗi anh chị sẽ làm được một câu bài tập. Yêu cầu của bài tập là dựa vào các từ mới của bài. Dựa vào các từ mới.
dựa vào các từ mới viết thành câu. Viết thành câu. Ít nhất mỗi anh chị viết một câu. Tí nữa tôi gọi anh chị sẽ đọc câu lên và tôi sẽ viết lên trên này cho anh chị khác theo dõi. Có thể là câu 2, có thể là câu mang tính chất tiếu lâm để cho chúng ta buồn ngủ, để cho chúng ta đỡ nhàm chán trong cái buổi học này. Có thể là khi ta đọc rồi ta thấy buồn cười, chúng ta sẽ cười. Anh chị cứ đặt câu đi ạ. Anh thì đặt trong khoảng 2 phút nhé. Hai phút hoặc 5 phút đi, cho 5 phút đi cho anh chị đặt cho nó thoải mái. Rồi các câu này anh chị có thể là tí nữa là hoàn thành, anh chị có thể là viết lại vào vở để sau này chúng ta sẽ áp dụng. Ban tổ chức cố gắng xem lại chứ đừng để anh em cứ rớt ra ngoài hoài, nói chung vô được lời gì đó là rớt ra. Rồi một số bạn chúng ta cái câu của chúng ta, cái câu mà chúng ta đã làm. Rồi mời bạn rồi mời bạn Vũ Thị Dạ Thảo, Vũ Thị Dạ Thảo ở Kim Đồng Hồ. Rồi mời chị đọc, mình sẽ biết tên bạn. Đọc được câu, biết câu gì rồi ạ? Rồi chị Vũ Thị Dạ Thảo các bạn, mở micro lên, mình sẽ biết câu của bạn lên bạn. Đơn giản, đơn giản và xin mời thảo, đơn giản thảo, xin mời thảo. Không nghe, mở mic cho tôi rồi. Chắc là cái cô nó không biết mở mic thì lo thầy ơi. Chắc không biết mở mic rồi. Dạ, chắc là cô đó không biết mở mic thì lo thầy. À, mời anh lên
Bên à, em biết được câu là anh gơ bó đông cả là gấp mà bơ rô bơ vô. Anh gơ bó là cái chữ thích đó thầy. Gơ bó. Yeah. Đông cả là gơ bó. Đúng rồi, cái từ thầy biết là đúng rồi thầy. Là tôi thích thế này, tôi thích giúp đỡ người khác, à, giúp đỡ bạn của tôi. Tôi thích giúp đỡ bạn bè là anh gơ bó đông gờ lờ gấp bơ vô. Anh gơ bó đông gờ lờ. Đông gờ lờ. Gấp bơ vô. Gấp bơ vô. Tôi học chăm chỉ hơn ở gấp trường. Bơ vô. Yeah. Ở là ghép phải đúng không thầy? Giải ra thầy ghép phải đúng không thầy? Tôi muốn giúp đỡ bạn bè. Thích. Đúng thích. Không nào? Tôi thích giúp đỡ. Tôi thích. Tôi muốn. Yeah. Gơ bó giúp đỡ là thích cũng là muốn. Tôi thích giúp đỡ bạn bè. Rồi được rồi, rồi cảm ơn, rất tốt. Mời người khác ạ. Mời bạn gì đây? Mời bạn Vinh. Vũ Mạnh Vinh hả? Vâng. Rồi Nam Xá Vinh. Pokemon Agit là Agit. Agit là không biết hả? Pokemon Agit. Rang. Ram. Ý anh muốn nói là mới học phải không ạ? Vâng. Ý bảo là mới học cho nên là không biết thầy. Biết mới học. Pa. Anh. Pa. Pokemon. Bersram. Pokemon Grid. Bersram. Pa Bersram. Agit. Không. Cái này là mình sử dụng, tức là các từ lúc nãy mình đã học á. Dạ đúng rồi thầy. Từ lại với nhau thôi. Và cái từ này mình học đó là từ có từ từ Agit với là không biết. Và cái từ của mình rồi là come on là học cơ nò từ học á. Rồi cho nên là em bây giờ anh muốn nói gì vậy? Dạ em mới học cho anh không biết rằng ba là cái từ là mới thôi. Anh là tôi nhá. Vâng. Anh ba come on không Bersram. Bersram là học. Bersram. Anh ta Bersram. Tôi mới học. Nên nha. Nên là gen. Gen là nên. Là nên. Dạ. Nên. Agit. Nên không biết. Agit. Nên. Agit. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Ơn ngài. Ơn ngài là cảm ơn. Anh ta Bersram gen. Bersram phải gen. Agit. Tôi mới học nên không biết. Dạ. Đúng rồi. Cảm ơn. Dạ. Ngài. Dạ. Giác ngài. Dạ. Tôi chỉ cao thị nhân. Đánh giả cao thị nhân. Đánh giả là xin mời. Nam xá nhân. Nam xá nhân ạ. Anh mình ghé. Không, bây giờ mình nam xá là cái gì? Bây giờ từ là biết câu nhá. Nam xá là cái gì? Nam xá. Nam xá là xin chào. Nam xá nhân là xin chào. Rồi chị phải chào chào giáo viên, chào thầy thì là nam xá phu guru. Nam xá phu guru. Đúng rồi. Anh mình đọc, anh mình
ghế và mình ghế ná còn là nghĩa tiếng tiếng Việt nghĩ sao nhỉ? Dạ thầy nói lại đi ạ. Dịch tiếng Việt, dịch tiếng Kinh. Tôi có hai đứa con. Rồi. Nếu như ở đây mà chúng ta có thể là viết thêm tôi chỉ có hai đứa con. Một đứa con gái, một đứa con trai. Dul na con klao. Mơ dul na con un. Mơ là và. Dul na con klao. Mơ dul na con un. Rồi câu như thế này là tốt rồi. Ơn ngài. Xin mời bạn khác. Xin mời bạn khác chúng ta tập và viết câu này. Rồi mời bạn. Bạn cái gì? Bạn gì? Anh nhỉ? Bạn Anh. Hả? Bạn Anh. Lê. Lê Ngọc Anh. À Lê Ngọc rồi. Mời bạn bạn khác đi. Mời bạn bạn nào đây bắt đầu. Mời bạn Nguyễn Quang. Bạn Nguyễn Quang đâu rồi? Rồi chắc ngủ rồi. Anh rồi Bơ chúng ta Sa. Có thể là đặt. Rồi. Rồi. Anh Bơ Sa. Rơ lau ôm 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 cơn ôm cơn. Anh Bơ Sa. Rơ yang rơ lau. Ôm cơn hả? Sao không biết cái câu này nhỉ? Phải không? Chị mới vừa nói mà. Tôi học chăm chỉ hơn ở trường. Ồ. Tôi học chăm chỉ hơn ở trường. Đấy. Rồi. Cảm ơn anh chị. Chúng ta có thể ghép các từ lại với nhau. Chúng ta sẽ tạo thành câu và chúng ta có thể nói với bạn bè đồng nghiệp. Thì chúng ta sẽ nhớ lâu. Rồi bây giờ tôi muốn anh chị một số anh chị tôi gọi là không có thấy nha, không có thấy, tí nữa là chúng ta sẽ điểm danh từ à, 7:40 đến 7:50 chúng ta sẽ điểm danh, 7:40 đến 7:50 chúng ta sẽ điểm danh trong vòng 10 phút. Rồi bây giờ mời anh chị chúng ta lưu ý một số câu hỏi trong cái bài ngày hôm nay, câu hỏi và câu trả lời. Đó là một số câu hỏi. Một số câu hỏi và trả lời. Đầu tiên, khi hỏi của một gia đình, anh chị có mấy đứa con, em có mấy đứa con, đây là một số ví dụ. Anh chị có thể viết, chúng ta bắt chước để mà chúng ta liền viết và liền nói. Ở ghế nơ đờ là bao nhiêu? Em có bao nhiêu? Nơ đờ ná còn. Đây là một câu hỏi. Bên này dịch sang tiếng Việt. Em có mấy đứa con? Em có mấy đứa con?
Chúng ta có thể trả lời em có hai đứa con. Hỏi trả lời có ghế và ná còn đứa con và ná còn. Em có hai đứa con. Nó học lớp mới. Câu 2 hỏi Khai là nó. Bersaram Adu Lời. Nó học lớp nào? Nó học lớp mới. Khai Bersaram Khai Bersaram Adu Lời. Nó học lớp nào? Trả lời nó học lớp 5. Khai Bersaram Adu Ram. Nó học lớp 5. Rồi. Nó học như thế nào? 3. Khai Bersaram Mơ về như thế nào? Mơ về gờ lỡ. Mơ về gờ. Mơ về gờ lỡ. Anh chị lưu ý mơ về gờ lỡ là như thế nào? MBGL nó học như thế nào? Khai Bersaram MBGL nó học như thế nào? Nó học rất chăm chỉ và giỏi lắm. Khai. Nó chăm chỉ và giỏi. Khai. Tơ-ri-an. Tơ-ri-an. Mơ. Giác ngăn. Khai tơ rơ yang mơ giác ngăn. Nó chăm chỉ và giỏi lắm. Khai tơ rơ yang mơ giác ngăn. Nó chăm chỉ và giỏi lắm.
Rồi, anh chị lưu ý câu thứ nhất, ok, nơ đỡ ná còn. Nơ đỡ bao nhiêu? Nơ đỡ là bao nhiêu? Rồi, câu hỏi thứ hai. A đủ lời lớp nào? Anh chị lưu ý câu hỏi xuất hiện trong câu. A đủ lời lớp nào? Rồi, câu thứ ba anh chị lưu ý là như thế nào? MBGL như thế nào? Anh chị lưu ý vào các từ đó để hỏi. Rồi, sau đây mời anh chị chúng ta sẽ viết thêm một số cần lưu ý ha, trong vòng 3 phút rồi chúng ta sẽ điểm danh. Rút nặng, rút là quyết. Cuối. Rút nặng, cuối nặng. MBGL như thế nào? MBGL như thế nào? MBGL như thế nào? Bốn. Chi. Chi. Nhờ chi. Nhờ chi. Lời tài. Chị lưu ý cụm từ này. Nhờ chi. Lời tài. Cái gì nữa? Đây là cái mới nha. Chị lưu ý. Nhờ chi lời tài. Cái gì nữa? Vơ ta lời tài. Điều gì nữa? 4, 5. Vơ ta điều. Vơ ta lời tài. Điều gì nữa? Vơ ta lời tài. Tài là nữ nha. Điều gì nữa? Điều gì nữa? Vơ ta lời tài. Điều gì nữa? Rồi, anh chị lưu ý một số từ đó ha. Chúng ta chuẩn bị điểm danh. Mình đọc rút năm cuối năm. Rút năm cuối năm. MBGL như thế nào? MBGL như thế nào? Nhờ chi lời tài. Cái gì nữa? Nhờ chi lời tài. Cái gì nữa? Bơ ta là điều. Bơ ta lời tài. Điều gì nữa? Bơ ta lời tài. Điều gì nữa? Rồi, anh chị lưu ý, bây giờ chúng ta sẽ điểm danh và chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ơn ngài Adu Koh, cảm ơn lớp Koh. Ơn ngài Ó Mì, cảm ơn anh em. Next year, tạm biệt. Next. Yeah.
tạm biệt. Rồi, ngách giờ à đủ cơ ho, tạm biệt gấp cơ ho, ngách giờ ó mi, tạm biệt anh em. Rồi, ơn ngài, sau đây chúng ta sẽ điểm danh. Con gì ạ? Ngày hôm nay. Ông bố.